shop mvchannel.net, shop bán nhạc Liên Quân Refi giá rẻ của thầy Hero Drive. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nhanh tay đến với shop mvchannel.net nha mấy em. Mày đừng có ỷ mày cao hơn tao, mày muốn làm gì làm nha. Tao chỉ cần tung ra một cước là mày bay từ Việt Nam sang tới bên Mỹ, qua tới Canada luôn. Sao mày đá vô chứ không có tao ở đằng Quy này, tao nói chơi mà. Trời ơi. Đáng đời. Báo mới, một học sinh tên là Bitman phải đi chuyển giới sau khi bị nam sinh Enderman đá vô chân cút. Hẹn công an đem vào cuộc để điều tra làm rõ. Công nhận là báo nó nhanh thiệt, cái mày mới đá cái là lên báo luôn rồi. Ê mà tao cho tụi bay coi này nè. Hôm nay là ngày sinh nhật của con mã xương trắng đó tụi bay. Ê hôm nay là sinh nhật của nó, sao nó không mời mình gì trơn mày? Không lẽ năm nay nó không làm sinh nhật? Giờ nó còn đứng trên bảng nó làm gì nữa kìa. 540 trừ cho 5646 trừ cho 7 trừ cho 3456 trừ cho 3500. Ê tụi bay có khi nào nó quên hôm nay là sinh nhật của nó không? Năm nay là nó tròn 10 tuổi mà nó không làm sinh nhật là nó sẽ hối tiếc cả cuộc đời luôn á. À mà tụi bay để ý đi, đâu có năm nào nó làm sinh nhật đâu đúng không? Ê bây giờ tụi mình họp lại bàn kế hoạch để làm cho nó một cái sinh nhật kìa tụi bay. Lại đây. Theo tao tính đó là bây giờ chúng ta sẽ tổ chức một cái sinh nhật âm thầm cho nó. Mình sẽ nói với thầy, sau đó mình sẽ tổ chức. Địa điểm thì bây giờ chúng ta không có tiền mướn nhà hàng khách sạn, nên chúng ta sẽ làm trong rừng trong rú đi. Đồ ăn thì chúng ta sẽ ăn cắm suối với cắm heo, ủa lộn, có gì thì ăn đó. Khách mời thì chúng ta không cần phải mời ai hết, chúng ta chỉ cần mời thằng nhện nữa là đủ rồi. Mỗi đứa làm một việc nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ra phía đông bắc xe đi Hồng Kông, chạy thẳng như trong rừng có kinh công nha. Lên đường. Đợi tụi bay, đợi tao với tụi bay ơi, trời ơi chạy nhanh dữ ạ. Ừ hay, nhưng mà phải điện cho thầy biết, đang hồi thầy vô trường không thấy ai không chửi nữa. Trời ơi. Alo thầy nghe nè. Em Jim Bi nè thầy, hôm nay là sinh nhật của Mai Xương Trắng á, tụi em định tổ chức cho nó. Thầy đang ở đâu vậy, thầy về đi. Vậy bữa nay sinh nhật của Mai Xương Trắng hả, thầy quên nữa. Nhưng mà thầy đang đi du lịch rất là xa rồi, thầy không có về được đâu. Thầy đang đi tắm nắng cho nó trắng nè, thầy đang ở ngoài biển. Chỗ này nó xa cái trường của mình lắm, nói chung là xa lắm, thầy không có về được đâu. Thầy đang ở cái hồ bơi phía sau trường đúng không? Xíu tụi em ra tụt quần thầy nè, thầy có chịu về chưa? Hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của Mai Xương Trắng đó thầy. Ủa bữa nay sinh nhật 10 tuổi của Mai Xương Trắng hả? Được rồi, hồi xíu thầy về thầy mua bánh kem sao? Bây giờ thầy tắm trắng xíu. Mấy đứa có tiền chưa? Nếu chưa thì lấy tiền trong lớp đi, mấy mốt họp phụ huynh thầy lấy lợi gấp đôi. Vậy ha, ok, xíu thầy về liền. Ê, qua phải chút nữa, qua trái chút. Trời ơi, mày biết cái hướng mặt trời mọc không? Mày chỉ lên cái hướng mặt trăng là đúng rồi đó. Trời ơi, bên này nè, cha ơi, mày ngu quá vậy. Đây nè, chỉ bằng lần cuối nè, bên phải. Tính ra sửa từ hồi sáng tới giờ mười mấy hai chục lần luôn rồi đó mà không được cái gì chơi vậy, mày chỉ kiểu gì vậy thằng ngu kia. Mày giỏi mày lên đây mày làm luôn đi mày. Đó giờ mày có thấy con heo nào mà leo cây chưa? Rồi cuối cùng cái này nó đã được chưa mày? Đẹp rồi, ok rồi, nãy giờ tao chọc mày á. Rồi đó giờ mày có được ăn cái món thịt nướng BBQ do tao làm chưa Enderman? Trời đảm bảo là ngon cực kỳ luôn. Chưa, nhưng mà tao chắc chắn là cái món thịt nướng nó sẽ có màu đen thui giống như mày vậy đó. Chắc là món kinh dị á. Vậy rồi đó giờ mày ăn dép lồ Việt Nam chưa? Để tao cho mày thử vitamin đạo đức nha. Ăn là ghiền. Thôi, tao mang đâu, được rồi. Vậy thì khôn hồn đứng đó đi, ngoan ngoãn đi. Biết rồi. Coi tao nè. 1, 2, 3. BBQ da đen. Hey. Đồ ghê vậy. Xíu. Ôi, vậy ăn món da đen nè. Tao tới rồi đây. Ê, tụi bay xong chưa? Trời, công chuyện tụi bay tao giao cho tụi bay làm xong chưa? Rồi, nấu ăn trang trí xong chưa? Sao mà tao thấy thiếu á, hình như là Bitman nó trốn đi đâu nữa rồi đúng không? Cái thằng chuyên gia làm biến lưu sinh nhật của bạn bè mà trốn nó đi chơi vậy đó. Công chuyện mà mày giao cho tụi tao á, tụi tao làm xong hết rồi, yên tâm đi. Xíu nữa thầy sẽ đem bánh kem ra đây mấy đứa tụi bay ở lại trang trí nha. Còn thằng Bitman á, nó mà trốn đi chơi hồi tao mét thầy. Nè trời, tự nhiên để cái than ở đây chi vậy? Tụi bay không dẹp cái than này đi. Cái than này tụi bay không để ngăn nắp gì hết trơn á. Tụi bay phải dẹp cái than này. Ôi, ai đã làm mày ra nông nổi gì vậy Bitman? Trời ơi, tội nghiệp mày quá Bitman ơi. Tao mà biết thằng nào làm ra chuyện này với mày, tao sẽ búng búng cái chân cung của nó nha. Còn bây giờ tao đi trước nha, tạm biệt mày. Tao không nói với mày chứ biết làm đâu. Gió lung lay, cành cây nó gất vô đầu. Có sao tạm không? Tạm biệt mày nha Bitman ơi, tao đi trước rồi Bitman ơi. Có sao không? Tại sao cây? Tao sẽ bù đắp lại cho mày sao nha Bitman, bây giờ tao chạy.
An toàn rồi đây. Hello mọi người. Hello mọi người nha, mình đến hơi trễ nhưng chắc là mình đã đến đúng thời điểm. Ơi, hú hồn của chim én xíu nữa là không có bánh kem cho thằng Mai Chương Trắng rồi. Cảm ơn em như Spider. Thầy sẽ bún trứng cút cái thằng zombie bất cẩn này. Á, xỉu. Rồi xong hết rồi đó, bây giờ mày đem lại bàn, mày trang trí đi là được rồi đó Enderman. Nhớ là đừng ăn vụng nha, mày mà ăn vụng là tao cho mày ăn vitamin đạo đức á. Biết rồi, tao không có ăn đâu, nhưng mà xíu nữa tao bận công chuyện rồi, tao phải về nhà. Xong thì tao sẽ quay trở lại liền. Mày đi nhanh nhanh đó nha. Ơi, cái thằng này không biết về nhà làm gì nữa, không lẽ xin tiền mẹ nó mua quà tặng cho mình, ủa lộn. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta đã có bánh kem đầy đủ, đồ ăn, thức uống, các thứ rồi. Bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi mọi người ơi, mời mọi người ăn nha. Mọi người cứ ăn tự nhiên nha mọi người. Trời đất ơi, cái gì vậy anh heo, cái này là sinh nhật người ta chứ đâu phải sinh nhật của anh đâu mà anh tự nhiên như con điên vậy. Nhân vật chính người ta còn chưa tới nữa mà nhân vật phụ rồi cho ăn thoải mái rồi. Có đói thì đợi xíu nha, zombie nó đang tới trường, dẫn Ma Xương Trắng tới đó mấy em, đợi xíu nha. Hay là bây giờ mày muốn ăn vitamin đạo đức, tao sẽ cho mày ăn trước. Đảm bảo là ăn một lần là no từ hôm nay tới ngày mai luôn. Tao chờ được. Tao chờ cả đời còn được mà không chỉ mấy phút vậy. Được, vậy thì ngoan ngoãn ngồi đó đi nha, chờ một xíu nữa nha. Gió lung lay, cành cây nó gớt vô đầu. Có sao không, tại sao cây gớt vô đầu. Tới chưa zombie, sao mà tao nghe gì ai hát gì tùm lum hết trơn vậy mày? Rồi tới rồi, bây giờ mày chỉ cần đi 10 bước nữa thôi là tới rồi. Đi thẳng thôi chứ không làm gì nữa trơn, hiểu không? Đi thẳng thôi. Mày mà đi cong cong quẹo quẹo ở đâu là tao đá mày gắn chịu đó nha, đi thẳng thôi. Biết rồi. Rồi đi nhanh lên. Trời ơi, đi cũng chậm nữa. Tới mọi người ơi. Đứng lại. Rồi bây giờ tao chỉ cho mày nha, bên trái quay. Rồi bên trái đúng không? Đó. Cái thằng này trời ơi, không biết bên trái bên phải á, mày bị mù phương hướng hả? Lộn, quay lại. Rồi, lại lần cuối nha, đằng sau quay, tới rồi đúng không? Trời đất ơi, tao lại mày luôn á, Mai Chương Trắng ơi. Thầy ơi, nó học nhiều quá, nó bị lú rồi. Hôm nay sinh nhật của nó, thầy cho em quýnh đó nha. Chứ em tức lắm rồi đó. Thôi zombie, em gán nhịn, em gán kiềm chế đi. Tại hôm nay là ngày của nó nên em gán nhịn nó một cái nha. Qua ngày mai rồi mình hốt nó luôn. Rồi bây giờ em mở bịt mắt ra cho bạn đi. Tự mở bịt mắt ra đi mày, để hồi tao mở là mày nâu mắt á. Ok, để tao tự mở. Mọi người có mặt ở đây đầy đủ để tổ chức sinh nhật cho mình đó hả? Trời ơi, đẹp quá à. Cảm ơn thầy và tất cả mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em nha. Đây là cái sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của em luôn á. Trời ơi, không có gì đâu. Thầy và các bạn năm thầm tổ chức cái sinh nhật cho em á. Vì em tròn 10 tuổi rồi, nhưng mà thầy thấy em không làm sinh nhật nên thầy và các bạn đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho em để tạo sự bất ngờ cho em đó. Trời ơi, đây đúng là một cái sinh nhật đầy ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em luôn á. Tại vì đó giờ không có ai làm sinh nhật cho em hết trơn á thầy. Mẹ với cha của em lúc nào cũng bận bịu với công việc hết trơn á, không ai quan tâm tới em. Hôm nay được thầy và các bạn tổ chức sinh nhật, em cảm thấy vui lắm, ý nghĩa lắm luôn á. Em không biết nói gì hơn luôn. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã tổ chức sinh nhật cho em. Ôi, hôm nay ngày sinh nhật của mình nên phải vui lên, lại đây cầu nguyện nè. Thầy và các bạn đã tổ chức công phu cho em luôn đó. Qua đây nhanh lên, em nhớ cầu nguyện cho thầy nha, càng ngày càng đẹp trai là được rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cầu nguyện là năm sau mình sẽ có nhiều bài tập khó hơn, mình sẽ có nhiều tiền hơn, mình đẹp trai hơn, mình bắn game hay hơn, nhà mình chơi giỏi hơn zombie. Còn mong là trúng với số sẽ mua được Lamborghini hoặc là Ferrari gì cũng được. Không cần trúng nhiều, chỉ cần trúng vài chục tỷ là được. Yeah, điều ước đã thành hiện thực rồi mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì ngày hôm nay. Rồi đó, một phần quan trọng nữa nha bà con cô bác ơi. Đó là phần tặng quà cho nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Xin mời nhân vật chính của chúng ta tiến lên đây để mọi người có thể dễ tặng quà hơn nha. Lên liền đây, lên liền đây. Rồi bây giờ em xin mời thầy lên đây tặng quà.
Thôi tặng quà mà cũng mời nữa thầy lên tới đây. Lỡ không có quà chắc mang nhục quá. Rồi thầy chúc mừng sinh nhật của Mai Xuân Trắng nha. Càng thêm tuổi mới càng chững chạc, đừng có đi phá làng phá sớm như zombie nha. Thầy biết em là một lớp trưởng, là một tấm gương sáng của lớp chúng ta, em cần phải phát huy nhiều hơn nha. Rồi thầy sẽ tặng quà cho em, đây là cái cuốn bài tập toán có 1630 cái câu hỏi toán khó nhất thế giới. Thầy nghĩ là em sẽ thích món quà này. Trời hên ghê á, sinh nhật của em mà bữa thầy tặng cái cuốn này là em không dám mời thầy tới sinh nhật của em luôn á. Chỉ nhìn thôi là thấy sợ rồi, lấy đâu mà giải hết mấy ngàn bài toán như vậy. Chắc mai mốt em không dám mời thầy đi sinh nhật em nữa đâu. Em nói gì zombie, yên tâm đi, sinh nhật của em không mời thầy cũng tới, thầy tặng cho em cuốn bự hơn cuốn này à. Thôi thầy ơi, em không có nhận món quà này đâu, em cảm ơn thầy rất là nhiều thôi, em không cần đâu thầy ơi. Dạ em cảm ơn thầy. Đây, gắng mà giải cho hết đó nha. Em cảm ơn thầy nhiều nha. Rồi, giờ ai tặng quà nữa, tiếp theo lên đây đi mọi người ơi, nhanh lên, nhanh lên đi mọi người ơi. Lên liền đây. Trời, hôm nay sinh nhật của mày mà Xuân Trắng, tôi chúc cho mày mau ăn chóng lớn nha. Mày ăn nhiều hơn tao mà, sao mày lùn hơn tao, mày ốm hơn tao nữa. Chắc mày thiếu vitamin á, tao tặng cho mày vitamin đạo đức nè. Mở ghen não làm chuyện gì láo cá với mày khi với mọi người, mày cho nó ăn vitamin đạo đức nha. Tao cho mày chiếc này, mày mốt tao đi mua chiếc khác. Ráng giữ gìn nó cẩn thận nha mày, báo vật gia truyền đó. Nè, cầm lấy. Trời, cảm ơn mày nha, thanh kiều với remote nha. Khi nào cần tao sẽ đem ra sử dụng, không cần thì tao sẽ cất. Mày yên tâm đi, tao sẽ không làm hư đâu. Cảm ơn mày rất là nhiều nha. Không có gì, tao về đây. Bye bye, cảm ơn nha, cảm ơn mày nhiều nha. Cho gì không cho, cho chiếc dép. Rồi, bây giờ ai tặng quà nó lên nè em ơi. Nó bụng quá, để tao ăn nữa mày ơi. Không có quà, không có quà, đi ăn ké, đi ăn ké à. Thì tao đi ăn ké mà. Rồi, tụi nó chỉ đi ăn ké thôi. Còn tao thì tao có quà dành cho mày nè. Bạn bè thân thiết bao nhiêu lâu nay, bây giờ tao sẽ tặng cho mày một phần quà. Đó là một cọc tiền đô la âm phủ mà tao đi giật đồ cua hồn tháng 7 tới bây giờ tao tặng cho mày nè. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày ăn vitamin đâu đứa con? Tao giỡn, tao giỡn, mày một phát là không thấy đường về nhà luôn á con. Nói vậy thôi chứ tao không cần quà đâu. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chúc mừng sinh nhật của mình. Nếu các bạn yêu mến mình thì hãy cho mình một like để video này được 10.000 like nha. Và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh này cho trường của tụi mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.